trên trang nhà anh Xuân ạ. Thì cũng Việt Nam mình thì đang trong những cái ngày hội vui của U23 Việt Nam giành những cái chiến thắng lịch sử. Thì trong cái niềm vui của toàn dân tộc Việt Nam mình thì nó lại nổi lên một số cái hạt sạn. Cái tiêu biểu vừa rồi thì có Daniel Hauer. Ông ta thì là một cái người gọi là thầy giáo dạy tiếng Anh ở Việt Nam. Nếu như ông ta mà là chỉ là một người Tây bình thường ấy, có thể là mới sang không hiểu văn hóa Việt Nam thì có thể là mọi người cũng không lên án nhiều đến vậy. Nhưng ông ta lại có một thời gian rất là dài sống ở Việt Nam, lấy vợ và sống sinh sống ở Việt Nam và đã là thầy giáo và là người cũng khá là nổi tiếng ở trên mạng. Nhưng ông ta lại có những cái phát ngôn gọi là xúc phạm đến người Việt Nam và lãnh tụ Việt Nam, đặc biệt là bác Võ Nguyên Giáp là một thần tượng của trong lòng người Việt Nam. Thì cái hành động đấy thì thực sự là với bất cứ một người dân Việt Nam nào cũng cảm thấy nó không thể chấp nhận được. Vì cái này thì theo em thì nó không phải là một cái vô tình, vì ông đã có một thời gian sống ở Việt Nam rồi, tìm hiểu văn hóa Việt Nam rồi và lấy vợ sống ở Việt khi mà dân mạng lên tiếng thì ông ta nói rằng là ông ta nói đùa. Ông ta nói đùa nhưng mà khi mà ông ta lên xin lỗi vì là ông ta nghĩ là nói là cái hành động nói đùa nhưng ông lại vào một cái nhóm kín. Ông ta lại tiếp tục có những cái lời lẽ thể hiện cái sự gọi là rất là khinh thường cái dân Việt Nam của mình. Đấy đấy là những cái mà không thể bao biện cho ông ta là cái hành động là ông ta nói đùa vì ông ta không hiểu văn hóa được. Và những cái này thì em cũng như rất nhiều người dân Việt Nam mình thôi cũng phải nên yêu cầu nhà nước là có những cái luật rõ ràng khi mà ai đó xúc phạm đến lãnh tụ thì cũng phải có những cái chế tài để cho đích đáng, tránh những cái trường hợp mà cứ để cho một số kẻ nó xuyên tạc, nó chế ảnh rồi nó là dùng những cái lời lẽ xúc phạm đến lãnh tụ của Việt Nam. Và đó là những cái điều mà không thể chấp nhận được với cái văn. Khi mà anh đến ở Việt Nam rồi thì anh cũng phải theo cái phong tục văn hóa của Việt Nam chứ không phải là anh nói đùa rồi. Và em nghĩ là cái trường hợp này là đùa có chủ đích chứ không phải là một cách vô tình. Đó, một cách vô tình. Nên rất mong là cái đợt này thì nhà nước mình cũng có giấy triệu tập làm việc với ông ta rồi thì cũng phải có những cái thái độ rõ ràng. Thái độ rõ ràng thể hiện sự cương quyết để còn răn đe những cái thành phần về sau. Sẽ có, nếu như mình không xử lý thì sẽ có nhiều người sẽ học theo ông ta và làm cho người dân Việt Nam rất là bức xúc. Thì theo em thì cái trước mắt nhà nước mình chưa có thể là chưa xử lý được thì những cái trung tâm mà liên kết làm gọi là mời ông ta dạy tiếng Anh thì cũng nên tẩy chay, không thuê ông ta nữa. Và những người mà học tiếng Anh thì cũng không cũng nên gọi là không cần phải học ông đấy. Vì học tiếng Anh rất nhiều nơi có thể dạy được, rất nhiều thầy có thể dạy được. Không phải vì một hai ông thầy sang Việt Nam mà có thể gọi là để người ta vẫn ở Việt Nam và người ta có những cái gọi là xúc phạm đến Việt Nam được. Về cái ông Daniel Hauer này, thì nhân đây thì em cũng nói luôn thêm một chút sang cái ông David Lê. Hôm qua thì em rất là muốn lên cái trang Nhánh Nghĩa nhưng mà điện thoại của em nó vấn đề thì em không lên được. Thì David Lê cũng thế. Ông David Lê này thì ông ấy là thầy giáo ở bên Mỹ. Em không biết là thầy giáo thật hay là thầy giáo dởm nữa. Nhưng qua cái thời gian đầu thì ông ta kết nối với một số anh em bạn bè ở Việt Nam là những người cũng có tiếng nói và có uy tín. Đó. Nhưng mà ông ta về trang ở trên bên này thì ông ta nói là người cũng gọi là rất là có tâm với đất nước, có thể là thể hiện cái trái chiều nhưng người ta thể hiện là yêu nước, cũng có tâm, cũng muốn đất nước Việt Nam phát triển. Nhưng sang cái trang nhà của mình thì ông ta lại dùng những cái gọi là lời lẽ cực kỳ xúc phạm đến những người gọi là lãnh tụ của Việt Nam. Đó, dùng những lời lẽ rất là xúc phạm. Ông ta có thể là giải thích là đó là những cái tếu, nhưng mà tếu thì sao không tếu, hoặc là có cái đùa vui thì có thể là rất nhiều cái để mình có thể là thành một câu chuyện vui, nhưng mà lôi toàn những hình ảnh gọi là lãnh tụ Việt Nam sang, trong đó có Bác Hồ Chí Minh. Đó là điều mà không thể chấp nhận được. Cũng phải làm rất rõ ràng, một là gì, nếu như ông ta mà là một thành phần mà không có những cái sự liên hệ với một số anh em ở bên Việt Nam thì cũng không nói đến hắn làm gì, vì những cái thành phần chống cộng nó xuyên tạc thì nó là chuyện bình thường, mình cũng không để ý, không quan tâm. Nhưng đây là gì, ông ta lại là có những cái sự gọi là liên kết, là quan hệ với anh em Việt Nam và cũng được anh em rất là tin tưởng.
Đó, thì em rất là lên án cái hành động như vậy. Thà rằng là ông là một thầy giáo thì ông thể hiện luôn quan điểm là tôi chống. Đó, và tôi có những hành động đó và anh em ở Việt Nam biết thì nó đã thành một em thì cũng chuẩn bị lên Hà Nội để cổ vũ cho U23 anh ạ. Thì cũng nhân tiện đây nhân ở trên này thì em gửi lời chúc cho U23 Việt Nam giành thắng lợi và nhân dân Việt Nam mình sẽ có một buổi tối gọi tràn đầy hạnh phúc. Và rất là tự hào ấy. Dạ vâng. Cảm ơn anh nha. Dạ vâng, thì em cũng chào anh và các anh đang ở trên trang nhà của anh ạ. Dạ vâng. Chào Nhãn Xuân, chào hết tất cả anh chị đang có mặt ở trên trang. Mà mạng của chỗ em nó yếu lắm anh ơi, em nó rớt liên tục và em sáng giờ có khách họ hay đến xem hoa. Nhưng mà đại khái em xem nhưng mà nó cứ vừa vừa nói chuyện với khách rồi vừa cũng vừa xem nhưng mà nó rớt liên tục à. Howard đó thì mấy bữa giờ thì từ cái bữa anh chúng ta vừa phát ngôn xong á thì ở trên các cái group hay là trên một số trang Facebook cũng một số người họ cũng đưa nhưng mà em không có xem. Em thì em cũng nghĩ ba cái chuyện tào lao mà hơi sức nào thì em không quan tâm lắm, tại vì em thấy mấy cái chuyện giật gân nó cũng nhiều nên anh nghĩ đó thì nó cũng là một cái hiện tượng giật gân thôi, cũng giống như là ở trên ở một số cái còn nghe không anh? Nghe tốt, nghe. Em thấy ở một số trang mà của cái tụi ở nước ngoài tụi chống cộng á, thì nó bảo rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam thì đang tung hô cho bóng đá một cách quá trớn, thành thử như chủ yếu là để lái dư luận nhân dân vui mừng cái tin bóng đá để lái đi như vậy để cho nhân dân cứ vui gọi là ngủ quên trong chiến thắng ấy, là vui trong chiến thắng mà quên đi là cái việc mà Cộng sản Việt Nam đang bán đảo rồi thì nó lái thì có chuyện như vậy rồi quên đi những cái chuyện những cái vị lãnh đạo của nhà nước thì ăn hối lộ nọ kia rồi nói chung là nó xuyên tạc đủ điều rồi một số trang trang công giáo đó, họ cũng vậy, họ cũng nói rằng là họ cầu nguyện rất nhiều cho nên là mới có được cái chiến thắng như vậy. Năm ra thấy nó cũng hài hài vui vui nhưng mà em thấy chuyện giật gân vớ vẩn em không không muốn xem. Nên em thấy cái chuyện anh chàng Denning này cũng vậy, em cũng nghĩ như vậy nhưng mà thực tế em thấy càng lúc sau tới ở các trang Facebook càng nhiều người đăng rồi ở trên các những cái group riêng mà em hay xem thì em thấy cũng đăng, em thấy ủa chuyện gì mà có vẻ là hơi nghiêm trọng hay sao mà thấy ai cũng nói, nhiều người nói quá thế em mới bắt đầu mới tìm hiểu xem thử, thì em mới bắt vào và xem thử em mới xem chi tiết thì em thấy đúng là anh chàng này hơi bị ngông cuồng, hơn bị hơi hơi nó có tính chất gọi là hơi láo cá về văn hóa bởi vì anh ta mang cái tính chất Lão nhà hơi hơi bị láo cá bởi vì anh ta cho rằng là đó là một cái lời nói đùa giỡn cợt nhưng mà em thấy là giỡn cợt như vậy là nó quá trớn, nó không 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 thể chấp nhận, không phải là quá trớn nhưng mà láo xược chứ không phải là quá trớn nữa, tại vì á thí dụ anh cho đùa với một cái nhân vật bình thường anh em bạn bè ngoài xã hội, một cái nhân vật bình thường thì nó lại khác nhưng mà cả hàng trăm ngàn người bạn anh ta là một người đâu phải là ít bạn thì anh ta có thể dùng một cái ví dụ nào khác, một cái giả dụ nào khác đối với nhiều người bạn khác nó không có dùng, tại sao thì anh tại sao phải dùng một cái người mà gọi là cái của được xem như là một vị lãnh tụ mà cả dân tộc người ta đáng kính không, tại là cho nên là cố tình dùng cái người như vậy chứ hàng bao nhiêu người sao anh không không đùa giỡn không, mà trong khi anh dùng một cái từ ngữ nó một cái cách đùa giỡn nó hơi mang tính chất gọi là vừa mang tính chất là sỉ nhục mà vừa nó đã láo xược nhưng mà còn sỉ nhục bởi vì tao mà ví anh ta ví giống như cái kiểu một cách hơi bị tục tiểu anh ta ví là cái trong khi đó có một người bạn của anh cũng ở nước ngoài cái anh bạn của anh ta còn nghe không anh? Nghe tốt. Trong khi một người bạn nào đó của anh ta cũng người ở nước ngoài thì bảo là hòa chung cái niềm vui đó thì anh ta sẽ xăm một lá cờ Tổ quốc Việt Nam lên ngực thì người ta thể hiện một cái tinh thần như vậy thì anh cho rằng là chuyện vớ vẩn, anh ta phát biểu lại với anh bạn đó bảo là làm cái việc vớ vẩn trong khi người ta làm như vậy thì anh bảo là vớ vẩn còn anh ta thì bảo là anh nếu mà anh ta sẽ đeo khuyên lên cái đầu dương vật anh sẽ đeo khuyên lên thì em thấy cảm thấy rằng nó rất là sỉ nhục mà rất là thô tục và hết sức là lao cá bởi vì em không có thể nào mà chấp nhận một cái Láo xược chứ không phải là láo cá. dạ mà nó láo xược mà bởi vì
nó mang tính chất sỉ nhục vậy. Nên em lúc nói lúc nãy chẳng thà anh ta nói đùa với một người nào khác, một người bạn bè, một người bình thường khác thì mình còn dễ chấp nhận được, mặc dù đó là nó cũng là một cái tính chất sỉ nhục bạn bè. Bởi vì em anh ta dùng một cái hình, dùng một cái, đem cái kiểu một cái niềm vui hay là một cái sự hưng phấn nào của một người khác, anh ta lại ví như là để đem xuống, để đặt xuống ở một cái vị trí không có, mà ở bên dưới một cái hạ bộ, thành thử là cái chuyện không chấp nhận được. Nhưng mà đó, em nói ví dụ là bạn bè thì còn có thể chấp nhận. Có ngày anh ta dùng cái hình ảnh của một cái người được xem như là lãnh tụ của một đất nước, mà anh chàng Daniel Hauer này không phải là người kém hiểu biết. Anh đã từng sống ở ở nước Việt mình là đã cũng phải 6-7 năm gì rồi. Và em đã từng xem anh chàng này ở trên cái chương trình ở trên VTV3 mà hồi lúc đầu nói về cái, có những cái phóng sự nói về anh giáo viên đó. Thì em cũng đã xem, là có nghĩa là anh này nói chuyện, nói bằng tiếng Việt rất là lưu loát và rất hiểu biết về cái văn hóa Việt. Anh ta đã hiểu biết về văn hóa Việt như vậy thì không thể nào mà anh ta không lý luận rằng là cái việc đó anh đùa giỡn. Người Việt người ta có cái tính cách gọi là tôn sư trọng đạo, người ta không thể là đem cái những cái bậc cha chú là mà ra để mà đùa giỡn cái kiểu như vậy. Thành tử cho nên anh ta là người rất hiểu về văn hóa thì không thể chấp nhận cái kiểu đùa giỡn. Mà anh chàng lý luận cho trong cái bản xin lỗi, trong cái clip mà nói anh xin lỗi, thì thực tế thì em cũng không xem được cái bản gốc, bởi vì em chỉ xem được những cái bản mà của các bạn share lại thôi. Của các bạn share lại em xem thôi, thì em thấy rằng anh ta có cái sự xin lỗi mà bảo rằng anh ta giỡn theo cái kiểu là cái phong, cái kiểu là cái giỡn theo kiểu Mỹ, cái văn hóa Mỹ, thì cảm thấy cái việc đó nó bình thường. Tại cái văn hóa Mỹ nữa, văn hóa văn minh nữa. À, cho nên là em thích nghĩ là anh ta chỉ biện hộ một cách để biện hộ cho mình, chứ em nghĩ không có một cái quốc gia nào mà có cái văn hóa mà đem những cái lãnh tụ người ta hay là những cái vị lãnh đạo tinh thần mà ra để đùa giỡn mà cách thô tục như vậy. Không có nước nào mà họ chấp nhận cái kiểu văn hóa đó hết đó, mà chỉ có những cái người gì thô tục, giỡn thô tục thôi. Nghe em nói đùa giỡn thô tục thì ở Việt Nam mình cũng lắm người đùa giỡn thô tục, nhưng mà đó là cái cách giỡn thông thường, chứ không thể mà đem những cái hình ảnh của những bậc lãnh tụ ra đùa giỡn cái kiểu thô tục như vậy là không có thể chấp nhận. Mà không có cái nước nào có cái văn hóa cái kiểu đó, đó là một cái cách ngụy biện, chứ không 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 có thể gọi là chứ không có cái văn hóa nào kiểu đó. Mà anh ta đã nói như vậy thì anh ta là càng lại là dính vào cái chỗ là anh chàng là đang hủy bán cái văn hóa người Mỹ nữa. Như vậy chẳng khác là anh ta bảo là cái văn hóa Mỹ là cái văn hóa thô tục à. Cho nên cái chuyện đó là em cũng không thấy, cái quan điểm em là em không không thể nào chấp nhận được cái chuyện đó. Rồi mà anh ta xin lỗi, ngược lại anh ta đã xin lỗi nhưng mà lại ở một số cái comment ở dưới khác thì anh ta lại ngụy biện rằng là anh còn nói cái có cái chữ nhân nữa. Có nghĩa là anh ta chỉ ngụy biện để đỡ, để nói chung là để đỡ lại cái sự ném đá của dư luận thôi, chứ thật ra là anh vẫn cho rằng cái cách làm của anh ta là đúng chứ không không có sai. Đấy. Cho nên là nó khó chấp nhận cái chuyện đó. Mà như lúc nãy em nói anh chàng Daniel Hauer này là một người rất hiểu về văn hóa Việt, thì anh ta ít nhất là anh ta cũng phải biết cái vấn đề gọi là ở Việt Nam mình là người ta có hay có cái câu là bảo là nhập gia tùy tục. Thì anh sống ở Việt Nam, tuy rằng văn hóa Mỹ của anh như thế nào tôi không có cần biết, nhưng anh ở Việt Nam, anh sống ở Việt Nam, anh là người hiểu biết về văn hóa Việt Nam, anh phải tôn trọng cái phong tục văn hóa của người Việt Nam. Chứ còn anh đâu có thể, anh sống ở Việt Nam mà anh bảo rằng anh đem cái văn hóa Mỹ ra ứng xử, đâu có được, không thể chấp nhận điều đó. Mà ví dụ như một người khách du lịch đó, bình thường lâu lâu họ đến, hồi giờ họ không hiểu về cái văn hóa Việt đó, thì họ có thể lỡ lời thì không nói gì. Còn anh Daniel Hauer này là một người rất hiểu về văn hóa Việt Nam thì không thể nào mà chấp nhận. Và em cũng đã từng biết anh ta đã từng làm rất nhiều những cái clip để tố cáo một cái trung tâm Anh ngữ, cái trung tâm Anh ngữ gì, một thời gian trước em có xem một hai lần anh tố cáo về cái trung tâm Anh ngữ gì nè anh, và mang cái trung tâm Anh ngữ gì em quên mất, nhưng mà đại khái là anh tố cáo cái trung tâm Anh ngữ đó rất là nặng nề, bởi vì chỉ vì là cái trung tâm Anh ngữ đó khi đem trong cái giáo trình đó nói cái một cái từ ngữ nó gọi là nó không sáng nghĩa, mà anh ta bắt bẻ, nhưng mà không phải bắt bẻ một lần mà anh làm rất nhiều cái clip để bắt bẻ và mang tính chất gọi là dìm cái trung tâm Anh ngữ đó xuống để nâng cái trung tâm Anh ngữ của mình lên. Đây có nghĩa là, và trong khi cái trung tâm Anh ngữ mà bị cái của đối lập, đối thủ của anh ta thì đã có những cái lời nhận lỗi là mình bị có sơ suất, nhưng mà anh ta vẫn liên tục làm những cái clip để dìm cái trung tâm Anh ngữ đóng xuống một cách rất là thấp,
và giống như là hạ bệ xuống để rồi nâng cái trung, để có nghĩa là hạ bệ người ta xuống là để nâng mình lên, là anh ta muốn. anh kia Đức ơi, Dạ. cái chủ đề này em tham gia là tương đối là rõ rồi, đầy đủ ý rồi đó, em còn còn khác không? Dạ có, ý em nói hết cái chỗ này một tí xíu thôi, là em sẽ nói là ý em nói là anh ta đã dìm cái trung tâm anh ngữ kia xuống là để nâng mình lên, có nghĩa là anh ta cố tình đã dìm người ta xuống. Đa sách. Dìm người ta xuống cho người ta đã có lỗi, người ta nhận lỗi, anh ta vẫn cố tình dìm, thì bây giờ anh ta vướng lỗi thì anh ta nghĩ như thế nào đó, ý em muốn nói như vậy. Bây giờ chính anh ta là người vướng lỗi, người ta đã xin lỗi thì anh ta cố tình dìm người ta xuống, còn bây giờ chính anh ta vướng lỗi thì anh ta nghĩ như thế nào? Mà trong cái lỗi này rất là nặng, lỗi này khó tha thứ lắm, em nói thật với em khó tha thứ lắm, bởi vì mà xúc phạm đến một cái lãnh tụ đất nước, mà xúc phạm đến cái văn văn hóa của một dân tộc là không thể chấp nhận. Đấy. Còn ở cái góc độ mà nói về cái chương trình bóng đá thì em mới nói, em nói lan ra một tí là nó hơi vui một tí thôi, là cái chuyện mà ở bên cái trang Công giáo á, lại có cái đăng cái tin giật gân lên, nó bảo rằng là Chúa ở cùng U23 Việt Nam, và em đọc ở trong một số cái trong một số cái ở trên một số cái bài và cái comment ở trong trang, nó có rất là nhiều người già làm nói rằng là họ đã cầu nguyện rất nhiều, cho nên là Chúa đã đáp lời cầu nguyện. Và cũng có cái một cái comment nói rất là hài hước, là nói là hài hước rằng là tôi là người không hâm mộ đám bóng đá nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng không tin tưởng rằng là bóng đá Việt Nam chiến thắng, nên tôi chỉ đi ở ở ngoài sâu sâu lâu lâu dòm vào một tí thôi, nhưng mà dù gì thì tôi cũng lấy tinh thần dân tộc, nên tôi đã cầu nguyện Chúa hãy cho Việt Nam chiến thắng, và Chúa đã nhận lời của tôi. Em thấy nó rất là hay hài và cũng là vui. Em cũng mong rằng với trận chung kết cũng chuẩn bị diễn ra tới đây thì cũng rất mong là người Công giáo hãy cầu nguyện để cho chiến thắng cho Việt Nam mình nó được vẻ vang, cũng như danh Chúa cũng được vẻ vang, chứ đừng có để mà thua thua thì lại lại là không khéo lại là rước nhục, bởi vì là cái trận chung kết mà lại không cầu nguyện để thua rồi thì nó lại mang cái nỗi nhục, bởi vì Chúa luôn ở cùng với U23 Việt Nam. Thì em cũng mong rằng là tất cả những anh chị em giáo dân Kitô, những anh chị em Kitô hữu hãy cố gắng cầu nguyện cho Việt Nam mình chiến thắng trong trận chung kết này nữa, để cho nó vẻ vang đất nước cũng như vẻ vang danh Chúa, đừng để Việt Nam mình bị thất bại rồi nó lại cái danh Chúa nó bị xấu đi, bởi vì hy vọng rằng là Chúa ở với cái U23 Việt Nam mình. Rồi còn cái thêm một số cái bạn trẻ nữa, một số cái bạn trẻ mà cũng có nhiều cái nó phản cảm, là cái những cái người mà dùng cái lá cờ mà đi đi, đi cổ động á, mà dùng làm những cái hình thức nó kém văn hóa quá, thì cũng mong rằng các bạn cũng đừng phải nên ý thức một tí, dù gì cái lá cờ nó cũng là một cái biểu tượng của một đất nước, một dân tộc, thành thử mình cũng nên xử sự một cách văn hóa. Còn cái một số cái bạn trẻ Công giáo thì em không hiểu là các bạn đó suy nghĩ như thế nào và cái tư tưởng của các bạn làm gì, em nghĩ ra như thế nào mà đi cổ vũ bóng đá thì chuyện rất rất là hoan nghênh rồi, nhưng mà các bạn sợ đến mức độ mà không dám cái cầm cái lá cờ tổ quốc, mà các bạn cầm cái lá cờ mà thường thường ta thấy ở cái đám tang của những cái đám tang Công giáo, người ta hay treo cái lá cờ mà nó có cái thánh giá đó, lại cầm những cái lá cờ đó để đi cổ vũ, thì em không hiểu là các bạn nó nghĩ như thế nào mà đi cổ vũ mà lại cầm cái cờ đám ma để mà đi, thì em không hiểu các bạn nó nghĩ như thế nào, hay là các bạn cảm thấy sợ rằng mình cầm lá cờ tổ quốc thì nó lại bị nhục, không biết là những cái bạn đó đang nghĩ như thế nào. Em hy vọng rằng trận chung kết tới đây dù thắng dù thua thì Việt Nam chúng ta cũng đó là cũng niềm tự hào lắm. Nếu các bạn đi cổ vũ thì nên thể hiện tinh thần dân tộc một tí, nếu em cho nó thật sự với cái lương tâm của mình là một người Việt thì mình thể hiện dân tộc của một người Việt. Em ý em thì như vậy thôi.